Thứ hai là survivorship bias. Survivorship bias. Survivorship. Survivor là người sống sót, đúng không ạ? Survivor là người sống sót. Survivorship là sự sống sót, đúng không ạ? Cái lỗi sai của sự sống sót. Tôi ví dụ như này nhé. Là giả sử anh chị cần so sánh giữa hai công ty quản lý quỹ, hai cái fund management company, công ty quản lý quỹ 1 và công ty quản lý quỹ số 2. Công ty quản lý 1 và công ty quản lý 2, quỹ quỹ 2. Mỗi công ty quản lý quỹ này có thể có nhiều funds, đúng không? Có nhiều cái funds, ví dụ như là VF1, có VF2, VF3, VF4 thì đấy, đúng không? Thì có nhiều fund ở đây, fund 1, fund 2, vân. Đây cũng là fund 1, fund 2, vân. Trong những cái fund này thì có những fund mà nó đóng rồi, có những fund mà nó đóng cửa cách đây khoảng 1-2 năm hay gì đấy, đúng không? Cái fund này close là đóng rồi, bởi vì nó không thành công. Bên này thì có fund là close rồi. Thế tôi chọn mẫu là tôi lấy những cái time series, ví dụ là cái performance của các cái fund này từ năm này năm kia, thì tôi có nên đưa cả những cái fund là nó close vào không, hay là chỉ sử dụng tính một cái con số performance tổng thể của công ty, chỉ sử dụng những cái fund mà đang tồn tại, đang tồn tại hay không, hay là để những cái chết rồi cũ rồi cũng đưa vào cái con số performance chung của cả cái công ty này rồi mới so sánh. Ví dụ thế, tiếp theo anh chị thì sao? Có nên đưa những thằng đã chết vào rồi không? Có nên đưa những thằng cái cái fund đã đóng cửa vào rồi không? Đấy nhá. Thế này này, tôi giả sử tôi so sánh người Lào với cả người Việt Nam xem người nước nào khỏe hơn nhé. Việt Nam với Lào này, nước nào khỏe hơn? Đó, sức khỏe không? Thế bây giờ giả sử là nước Lào vừa trải qua một cái bệnh dịch kỳ khủng khiếp mà đến chết đến cả 50% dân số. Ví dụ thế. Tức là những cái người 50% còn lại, những người còn lại mà sống được là những người không bị khỏe, chống lại được những cái sự bởi vì con virus vi khuẩn đấy, đúng không ạ? 50% còn lại sống sót. Thế thì chúng ta nên đo sức khỏe của những người còn sống ở bên Lào hay là cả những người đã chết thì chúng ta cũng đo và đưa vào đây để mà so sánh những người Việt Nam. Tại vì nếu mà chỉ đo 50% những người còn sống kia thì họ khỏe quá đúng không? Chúng ta không ổn, thế nên không phản ánh được trung thực cái chất lượng cuộc sống, cái sức khỏe của người Lào. Do đó thì thực ra thì tốt nhất là nên đưa cả vào những người chết như vậy. Ý ở đây là như vậy. Chứ còn nếu mà anh chị quên không đưa người chết ở đây thì anh chị đã phạm được một lỗi gọi là survivorship bias, tức là chỉ quan tâm đến những người sống, đúng không? Chứ những người sống là sai nhé, phải đưa là những người chết là. Thế thì nói vui thôi, chứ còn trong tài chính thì là khi chúng ta tính toán cái performance, đánh giá cái performance của quỹ, và sự công ty quản lý quỹ, thì chúng ta phải đưa vào những cái fund kể, fund đã đóng cửa rồi, đúng không ạ? Đấy thì mới có thể cái performance của anh. Tại hại anh đóng cửa rồi, nên còn anh khỏe thôi, giữ lại thì nó làm gì, đúng không? Phải đưa cả cái này vào. Thế thì ở đây cái survivorship bias này, nếu mà phạm vào cái bias này thì nó sẽ cho tôi hỏi là nó sẽ underestimate hay là overestimate? Overestimate, đúng không? Loại thằng chết ra rồi mà. Loại thằng chết rồi. Là overestimate. Hay survivorship nhé. Thứ tư là look ahead bias. Look ahead. Look ahead là nhìn về phía trước. Nhìn về phía trước là sai hay đúng? Sai. Đúng sai là chỗ này này. Cái gì cần ghi một cái ví dụ là PB. Ví dụ là PB ratio nhé. PB ratio. PB. PB là gì ạ? Là price của cổ phiếu chia cho gì? Book value. Đúng
book value của cổ phiếu, equity ấy, book value. Cái book value này là cái gì nhỉ? Chúng ta lấy cái giá trị ở trên sổ sách đúng không? Giá trị equity. Equity nhé, phải earnings equity và chia số cổ phiếu đúng không? Thế báo cáo tài chính thì được thực hiện, được chuẩn bị đấy, prepare vào thời điểm nào? Mỗi ngày làm cái báo cáo tài chính à, công ty? Không phải đúng không? Cuối năm họ làm báo cáo tài chính thì mình có con số equity này. Cuối năm, tại thì là khi đến PB này thì chúng ta lấy cái price cái ngày đó, cho lấy cái price của cái ngày 31 tháng 12 đúng không, để tính vào cái ngày đó nhé, PB của ngày đó thì chúng ta lấy price của ngày 31 tháng 12 có trên thị trường. Cái book value của ngày 31 tháng 12 có không? Không có. Đó hơi bị khó ấy. Các chị hình dung nhá, bây giờ là đến 5 giờ chiều, khoảng 4 giờ chiều, lịch 4 giờ chiều của ngày 31 tháng 12 là ngày cuối cùng của năm. Thì là xong xếp hết tất cả mọi cái giao dịch của công ty đúng không? Thì cái chị bắt kế toán ngồi, tổng hợp tất cả những cái giao dịch, rồi tổng hợp cái thứ này nọ kia, làm cho tôi báo cáo tài chính. Bao nhiêu lâu thì kế toán làm xong? Mấy? 3 tháng. 3 tháng đúng không? 3 tháng đấy. Chứ không phải có ngay được đâu ạ. Nếu mà có ngay thì nó chỉ là con số như kiểu là approximate ước tính thôi, chứ còn thực ra phải ba tháng sau, thường là kết thúc tháng 12 hay tháng 3 là bắt đầu nhà nước mình bắt phải đổi cái báo cáo thuế, mà có 3 tháng để làm, không có ngay đâu. Thế con số là con số ước tính. Thế cái con số ước tính ở đây thì tất nhiên là không chính xác, bởi vì nó là ước tính, cho nên người ta gọi là look ahead ấy, look ahead, nhìn về phía trước, nhìn trước. Vậy thì cái ví dụ này là về look ahead thôi.